Xin chào các bạn. Như clip trước thì Remastore đã hướng dẫn các bạn cái kẹp điện thoại dùng trên chân hót su của máy ảnh. Thì đây cũng là một cái dòng kẹp điện thoại để mình gắn lên trên cái chân hót su của máy ảnh, cũng gần tương tự vậy nhưng mà nó nhiều chức năng hơn. Tại vì cái kẹp này thì nó có thêm cái ball head. Thì nó nhiều chức năng như thế nào thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người được rõ hơn. Thì bây giờ mình sẽ tháo cái chân này ra. Mình gắn cái chân. Thao tác cũng giống như vậy luôn các bạn. Mình gắn lên là mình xoay cái pin này xuống thì nó sẽ siết lại. Thì do là cái kẹp điện thoại này á, là nó có thêm cái đầu ball head cho nên nó là mình có thể xoay chuyển góc được, thôi bây giờ mình khóa lại, mình gắn điện thoại vô đi. Như clip trước mình cũng đã hướng dẫn các bạn cách gắn á, là mình cứ đẩy lên gắn vô. Cái này thì mình có thể đổi góc được, là các bạn mở cái khóa bên này xong rồi mình sẽ có thể bẻ góc được. Ví dụ như là bây giờ mình không thích góc này nữa, mình thích góc nằm bên hướng này hoặc là hướng này hoặc là này. Thay vì các bạn như cái kẹp kia thì các bạn muốn đổi góc từ góc này sang qua góc này thì các bạn là phải tháo dưới đây ra, còn cái này thì chỉ cần mở cái khóa này ra, mình chỉ cần xoay đây qua đây, đây qua đây, cái thao tác nó nhanh hơn và mình cũng có được nhiều cái góc khác. Ví dụ như là các bạn chụp ở cái góc từ dưới lên, mình có thể chỉnh góc này để mình có thể nhìn được, mình không cần phải nằm nghiêng nằm ngửa nằm bẹp với dưới đất để mà mình coi cái góc đó. Khi mình thao tác xong rồi các bạn chỉ cần khóa lại là sẽ khóa tại vị trí đây. Khóa lại là sẽ khóa tại vị trí, bất kể vị trí nào, ngay cả vị trí nghiêng này. Mọi người sẽ hay thắc mắc là ủa khóa nguyên như vậy thì nó có chắc hay không. Thật ra là ball head này của Remastore phân phối là rất là chắc nha. Đó, cho dù góc nghiêng à, đó các bạn thấy là nó cũng rất là cứng luôn, không hề nghiêng luôn nè. À, mình lắc thử cho mọi người coi nè. Đó, chắc lắm. Rồi, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn thêm một số cái chức năng phụ của cái này. Do là cái kẹp này á, thì ngoài chức năng á, là mình gắn được lên trên máy ảnh, thì do là nó đa năng nên là mọi người có thể tận dụng là ở dưới đây nó có một cái đầu 1/4. Ví dụ như là mình không muốn gắn lên trên máy ảnh thì các bạn có thể dùng cái đầu ball head này để mình gắn lên chân dù, chân máy ảnh, kệ selfie, chân nhện, vân vân và vân vân, bla bla. Nói chung là vậy. Để mình sẽ sử dụng được cái đầu ball này trên các thiết bị đó, hoặc là cái kẹp điện thoại này mình cũng có thể tháo rời ra luôn. Đó, các bạn có thể dùng cái kẹp điện thoại này cho các thiết bị khác. Đó, hoặc là ở đây nó có thêm một cái con ốc nè. Để các bạn không thích cái góc đó, thí dụ như giờ nó nằm vậy. Giờ thí dụ như xoay qua thì nó ngửa vậy, bạn không thích, muốn lấy trục đứng, bạn muốn lấy cái tâm ở giữa. Các bạn chỉ cần gắn vô. Sau đó mình gắn lên. Đó. Thì cái góc nó sẽ chuyển khác một chút xíu. Thì cái tâm á, thí dụ như mình để cái điện thoại ở đây thì cái tâm nó sẽ nằm chính giữa hơn. Đó, cái này mình có thể đổi cái tâm được. Thì nhiều bạn á, là không thích nó nằm là một bên, muốn cái tâm nó nằm ở giữa thì mình có thể gắn vậy. Cái đầu on head này á, thì nó sẽ đa năng và nhiều chức năng hơn để phục vụ cho các bạn nào mà mình muốn có nhu cầu và xài nhiều cái á, thì mình mua cái này nó sẽ lợi hơn. Đó, thì mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cái điểm khác nhau giữa cái kẹp điện thoại lên máy ảnh chân hót su loại đơn và cái loại có ball head này. Rồi, xin cảm ơn và xin chào.